Cuộc sống nghệ sĩ Tấn Hoàng ở tuổi 60, ở nhà thuê trải qua cơn đột quỵ thập tử nhất sinh. Tấn Hoàng là một trong những nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình. Những năm 90, cái tên Tấn Hoàng gắn liền với những vai diễn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hiện tại, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các phim truyền hình, sitcom. Không những thế, Tấn Hoàng cũng sở hữu giọng hát bolero được nhiều người yêu mến. Dù nổi tiếng, song cuộc sống của nam nghệ sĩ lại khá chật vật ở tuổi xế chiều. Theo đó, dù hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm, Tấn Hoàng vẫn không có cuộc sống sung túc. Được biết, nam nghệ sĩ vẫn phải ở nhà thuê, lo chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Dù vậy, nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn luôn thể hiện sự lạc quan yêu đời. Trong một lần chia sẻ, nghệ sĩ Tấn Hoàng từng chia sẻ về cuộc sống tuổi xế chiều. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, tôi rất thương vợ, thương con cháu. Hiện tôi đang sống với bà xã và một cháu nội 18 tuổi, còn con trai ở bên vợ, con gái ở bên nhà chồng. Cuộc sống của các con cũng ổn định. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng đứng sau lưng để xem các con có khó khăn, thiếu thốn gì thì tôi lo. Tính tôi là vậy, thương con thương cháu lắm. Không chỉ đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng đối mặt với nhiều căn bệnh. Nam nghệ sĩ từng cho biết mình bị máu nhiễm mỡ và men gan cao. Nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng từng nhập viện điều trị, song không đủ kinh phí nên phải về nhà. Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng khiến khán giả bàng hoàng khi chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh. Ông cho biết mình bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim, song được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Trước đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng thuê một mặt bằng, vừa làm nơi ở, vừa kinh doanh mở quán cà phê nhỏ đến kiếm thêm thu nhập tuổi già. Có thể thấy dù cuộc sống bấp bênh, đối diện với nhiều căn bệnh, nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn luôn vui vẻ yêu đời, mang niềm vui và tiếng cười đến với khán giả.